Nhớ kỹ nha, ba súng phải để sát bên dài nha. Lúc bắn là phải nín thở, nhắm kỹ rồi bắn. Sư phụ, đệ tử này được tốt nghiệp chưa hả? Hà Kiện, tôi đâu có tư cách làm sư phụ của anh. Ai cũng biết anh một phát 1000 nữa mà. Nhưng mà mấy phát này tôi đâu có tiền trả cho anh. Ê, không thành vấn đề. Tôi giờ anh không nói chuyện tiền bạc đâu. Tại vì tôi biết Trung Quý này nghèo lắm. Tôi có đem rượu tới đây, chúng ta đi về uống rượu nghe hả? Nâng ly. Cạn ly, cạn ly. Hà Kiện à, thấy anh mừng lắm. Có thu hoạch gì không hả? Từ kiếm của sư đoàn trưởng của anh 1000 đồng thôi đó. Phải đi khắp đại giang Nam Bắc đi cả tháng trời, giày cũng bị rách mấy đôi mới bắt được cái thằng Long Mặt Thẹo. Nếu mà tính trung bình á, thì mỗi một ngày ít tiền lắm đó. Đây là 500 bạc của anh đó. Tôi đã nói là không lấy tiền của anh được. Anh có lại đi. Ê, anh đừng có làm vậy mà. Nếu không có anh á, tôi đâu có bắt được nó. Hơn nữa, anh đã cứu mạng của tôi rồi mà. Nè. Tôi đâu có phải là trách anh. Mỗi lần anh nói anh cũng bay bướm lắm. Sao mà hôm nay lẩm cẩm quá vậy hả? Anh không chịu lấy thì thôi, tôi cất lại. Nè, kính anh một ly. Chúc anh năm mới phát tài. Năm mới phát tài. Năm mới phát tài. Anh Hậu ơi, anh đi lính đã 10 năm rồi. Làm tới bây giờ mới được đại đội trưởng mà thôi. Anh có tính toán gì không ạ? Lúc mà hai chúng ta cùng đi nhập ngũ là vì yêu nhau yêu nước. Nhưng bây giờ quốc gia của mình lộn xộn quá. Hôm nay anh nói như vậy, ngày mai lại nói cái khác. Ai nấy chỉ một khu. Theo tôi thấy á, quan trọng nhất là kiếm tiền. Kiếm cho thật nhiều tiền. Tôi cũng có nghĩ hoài. Tôi muốn đi xuống miền Nam kiếm coi thử chỗ nào yên tĩnh ở luôn, để làm một người dân thường thôi. Ê, anh làm ơn đừng có nói nữa nghe. Sống như vậy tôi về anh nó làm sao mà sống nổi chứ hả? Không cứ gây cắn chút nào hết. Anh biết không hả? Bây giờ tôi muốn đi một chỗ nào tự do thông thả, là một người thông minh oai phong dũng cảm, chấp pháp thật thà. Là một người... Bây giờ, nói thật nha. Thật ra tôi và anh đâu có thua ai chứ. Nếu hai chúng ta ra làm ăn chung nó dễ làm giàu lắm. Đứng lại. Con dê này của ai vậy? Dạ, chúng tôi thấy Hà đại gia tới đây. Lại cướp của Gia Lạc phải không hả? Ê, không. Không phải đâu. Tôi đưa tiền mua đó mà. Đúng vậy. Hai đại gia cho tiền mua đó mà. Nè, lấy thêm mấy đồng bạc nữa nghe ha. Ba đi kiếm người làm thịt và làm cho ngon nghe ha. Làm cho sạch nghe ha. Để lên. Đại đội trưởng à. Bây giờ là thời đại gì chứ? Đừng làm vậy nữa được không hả? Nhất là sứ đoàn trưởng của anh đó. Hay, chuyện gì anh cũng làm đúng luôn. Sẽ thiệt thòi lắm đó biết chưa. Tôi cảm thấy là đại lính phải bảo vệ lão Ba Tánh, chứ không phải là tới ăn hiếp lão Ba Tánh đâu. Nếu mà anh có đầu óc như vậy hả, chắc anh không thể làm đại đội trưởng đâu. Nói tóm lại, nếu tôi là đội trưởng thì lính của tôi là phải tuân theo lệnh. Để
Tụi bay lớn lên là cướp hả? Ờ, đại đội trưởng đấy hả? Tôi thừa lệnh của tiền đồn trưởng hành sự đó. Anh có quyền không hả? Chỉ đằng trước, đâu có phải chúng tôi thay lệnh của ông ra trong binh và trung lương thôi mà. Rất đúng. Nếu mà chúng ta đóng ở đây, dân ở đây phải chịu trách nhiệm vì lương thực của chúng ta. Nếu không á, chúng ta lấy cái gì ăn? Đúng rồi đó. Anh thì là thốn nạn đó. Chết đi, đi. Đi đi. Muốn làm cái gì hả? Rác rưởi này chán sống rồi chứ gì hả? Ê, 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 bảo vậy, mày nên nhớ kỹ, mày chỉ là đại đội trưởng thôi, mày không có tư cách nói chuyện với tao. Mày cút đi. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Mày báo cáo hả? Ông già tao là sư đoàn trưởng mà, bộ mày cũng biết sao hả? Báo cáo, báo cáo. Quan trọng nha. Bắt nó lại. Lũ nó là sự băng. Dạ. Tội của nó là hãm hiếp đàn bà. Thằng nào làm? Là đại đội trưởng Mai Tiêu Thiên. Cái gì á? Bây giờ nó đâu á? Bắt cái gì đây? Tao hỏi mày bây giờ nó đâu? Nó đâu á? Bắt cái gì đây? Bắt con bé luôn quá đi. Biết chưa? Nghe là tao bắt con gì đây? Cái đâu? Nó đã giết chết tiểu đoàn trưởng rồi. Nó chạy trốn rồi có bắn trúng ngực quá. Nó chết chắc đâu. Đừng nói nhiều nữa. Nhất định phải kiếm được xác nó về đây cho tao. Tại vì tao phải kiếm cái xác nó về đây. Đánh nó. Đi đi. Đi mau lên. Cố lên đi mau lên. Tôi đây. Anh chỉ là đi ngang qua đây thôi. Không, tôi nghe nói anh sẽ ra chuyện. Tôi có ý tới kiếm anh. Sư đoàn trưởng đã ra lệnh tầm nã anh và bắt anh cho được đó. Tôi cũng biết vậy. Lần này thằng trả cho anh bao nhiêu tiền tới bắt tôi hả? Ít thôi. 5.000 đồng. Chắc 5.000 đồng này anh cũng dễ kiếm lắm được. Ê, cái này chưa chết đâu. Nè, xài còn lại bấy nhiêu nữa thôi. Hà Kiều nè. Hà Kiều, anh đã cứu mạng tôi một lần chứ. Tốt nhất là anh đi càng xa càng tốt. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Bảo trọng nha. Ý đảng à, coi chừng là Tân Nương xuống kiều đánh anh đó. Tân Nương sợ mất cỡ đó. Dạ.
Ê, có người xỉu à? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thằng mày như vậy hả? Xui lắm như vậy hả? Ây da, cái thằng ăn mày đó mà, đừng có coi nó xui lắm đó, đừng coi, đừng coi. Thế bảy à? Hả? Thế lấy một đồng cho anh, cho người đưa anh đi coi đại phu đi. Ây da, lấy mày đưa anh coi đại phu đi. À đúng rồi đó, đưa nó đi coi đại phu. Ở chỗ này giao cho anh nhà, tôi đi vào động trước. Cái con Xuân Hương à, làm cái gì cũng vậy thôi, như là làm cho có lệ vậy. Đại nương à, tôi đã làm theo đúng lời dặn của đại nương rồi. À chú ba. Ờ chị hai à, chuyện gì vậy hả? Đã làm xong xuôi hết chưa? À, chị không cần đi tới đi lui nữa, ngồi xuống đây á, chờ uống ly trà của cô dâu đi. À chú ba, chú ba ơi. Tần Long qua đây, Tần Long qua đây. Mau ra đây đá cửa chịu đi nha, đá cửa chịu nha. Đá cái tàu hả? Nè nghe chú nói nha, đá xong cửa chịu rồi à, sẽ có người giờ lớn chơi với em đó. Chơi cái gì chứ? Chú đâu biết. Tôi không đi. À, thôi được rồi, giờ tốt đã tới rồi. Tăng Lan là làm rễ đi nha hả? Xuống đi đã. Anh nói em, anh nói là cho con biết đó cũng kiểu đó. Bây giờ cháu đã lớn rồi mà hả? Cháu muốn ăn kẹo quá đi. Im đi. Nè, giờ tốt đã tới rồi, chúng ta làm lễ nha hả? À, cuối sau là bà nội đưa cho cháu nha hả? Một lại trời, hai lại liệt vị tổ tiên, ba lại cao đường. Đại nương à, mời qua đây dùng trà của con dâu đi đại nương. À để rồi chú ba. Ê, tôi đâu có dám. Chị nha, bây giờ chị là đương gia của gia đình này, cho nên nó chị phải qua ngồi trước mới đúng chứ. Qua ngồi đi. Mời. Mời. Các vị đừng có khách sáo nha. Xin đừng khách sáo mà. Hôm nay là đám cưới của cháu Diệu, đương nhiên là phải làm sao coi cho được mà. À đúng rồi, cái Diệu đâu? À, nó đằng kia kìa, đang chơi với con của chú mình. Hôm nay làng trưởng có chuyện mừng á, chúc mừng làng trưởng. Lý đại ca. À, thì ra hôm nay làng trưởng có chuyện mừng đó hả? Chúc mừng. Chúc mừng nha, chúc mừng làng trưởng. À, dân ở trong làng này ít có khi được mừng như vậy đó ha. À, đồ ăn cũng nhiều lắm chứ bộ. À, rượu này cũng thơm thiệt. Ủa, tại sao không thấy cô dâu vậy? À, cô dâu ở đâu hả? À, kêu ra đi. Ở đâu hả? Ấy giờ cô dâu còn trinh mà là con gái, đương nhiên là thấy mắt cả rồi, đâu dám ra đây chứ hả? À, đúng ha. À, làng trưởng à? Hôm nay là ngày mừng mà, tại sao không cho thằng Lý này biết vậy hả? Lưỡng Can. Dạ. Làng trưởng à, chút ít quà mộn sẽ đừng chê bai nghe. Nhận lấy đi. Hả? Nhận đi. Nhận lấy đi. Chà, hồi lễ cần nhiều hết nhiều như vậy hả? Mệt lắm rồi hả? Mày à, từ tối hôm qua cho tới bây giờ thấy cháu có mặt ủ rũ hoài à. Nếu mà ba má của cháu biết được à, chắc sẽ đau lòng lắm đó. Thêm bảy à,
xin đừng nói cho ba má cháu biết. Tại cháu nhớ ba má và mấy đứa em thôi mà. Ê mày à, thím cũng biết cháu nền thằng lắm, nhưng mà cháu đã gả vô đây rồi coi như cũng phước lắm đó. Ê, tại vì có cơm ăn nè, họ cũng cho nhiều quà lễ cho cha của cháu lắm. Cũng không có cha mẹ chồng ở đây, chỉ có bà nội ở đây thôi, hầu hạ có gì khó đâu chứ. Chỉ có điều là chú rể nhỏ tuổi chút thôi. Thím bảy, là cháu cam lòng tình nguyện gả vô đây thôi mà. Phải vui vẻ một chút nha hả, đừng có sợ nha chứ. Ờ đúng rồi đúng rồi. Chú rể tới rồi. Tôi có làm cái gì mà chửi tôi chứ hả? Có phải là chửi cậu, giỡn chơi với cậu thôi. Nói cái gì chứ? Các cậu bây giờ cũng khuya rồi, hay là các vị về để nghỉ đi. Cần gì phải sớm như vậy? Cho dù chúng tôi cho tới sáng rồi cũng không làm quấy nói đóng phòng mà, phải không? Cái gì đóng phòng vậy hả? Một lát kêu vợ của cháu chỉ cho cháu. Bây giờ qua dở khăn của cổ, coi có đẹp hay là không nha. Biết chưa hả? Qua coi đi. Dạ biết. Hay là chú dở đi nha. Đâu có được chứ. Cái này là cháu phải tự mình làm đó. Dở đi, dở đi. Dở thì dở chứ. Anh tỉnh dậy rồi hả? Đây là chỗ nào vậy? Chỗ này á, là nhà của tôi đó. Tại sao tôi ở đây? Bộ anh không nhớ sao? Hồi nãy anh ngắt sữa ở ngoài đường, cô dâu kêu tôi để cho anh đứng dậy. Tôi không biết phải đưa anh đi đâu, cho nên mới đưa anh về nhà tôi. À đúng rồi, anh có đói bụng không? Tôi lấy đồ cho anh ăn nha. Hễ mà tôi không được khỏe hả? Ăn vô một cái thôi là khỏe liền à. Anh bạn này sao xưng hô hả? Làm sao xưng hô? Ồ, anh hỏi tên tôi phải không? Ai cũng kêu tôi bằng đảng khờ. À, anh ăn đi. À, tôi giúp anh nha. Được rồi. Cậu à. Anh Quý à, uống xong trà của con dâu rồi, tiếp tục chơi nha. À, anh Quý anh sao chơi hả? Hôn con dâu đi. Ờ, à, vậy do ai hôn? Ờ, à, đương nhiên là cháu Diệu. Ê dạ cậu à, cái này để cháu rể và cô dâu đóng cửa lại mới làm chứ. Đi đi chơi cái khác đi. Đâu có được, tại vì tôi sợ cháu Diệu không biết nên mới chỉ cách cho nó thôi mà. Ê, cháu không làm đâu. Cái gì? Ê, cháu không mau lên làm đi đâu. Làm gì mà chuyện mau lên đi hả? Chuyện gì vậy cháu? Hả? Chuyện gì vậy? Ờ đại nương, chúng tôi thấy cháu Diệu mắc cỡ cho nên cho nó chơi thân với cô dâu thôi. Vậy chứ thấy anh cũng sốt sắng lắm chứ. À đúng rồi đó, hôm nay cảm ơn các vị. Bây giờ đã khuya rồi, các vị đi về nhà nghỉ ngơi đi nha. À dạ dạ, chúng tôi đã tới giờ rồi. À bây giờ khuya rồi, chào nha. À cảm ơn. À được rồi. Cảm ơn chú nhiều nha. Nè, hôm nào rảnh tôi đãi chú ăn cơm nha. Hôm nay à, làng trưởng à cưới cháu dâu đó, cho ăn tha hồ. Còn nữa, nếu ăn chưa no, tôi qua lấy thêm cho anh ăn nha. À đủ rồi. À đúng rồi. À coi như anh may mắn lắm đó. Có giờ hồi nãy cho anh một đồng đi coi đại phu nữa đó. Nhưng mà đại phu cũng đi dự tiệc. Một đồng bạc à. Còn đây nè. Thôi cất đi. Tôi không cần tiền. Nhưng mà cô dâu thiệt là tốt quá. À, bây giờ cháu và cô dâu á, uống trà hột sen đi nha hả. Ngọt và thơm lắm đó. À tô mì à, cháu cũng qua đây uống đi. Tô mì à, cháu đã gả vô đây rồi á thì yên tâm sống ở đây đi. Tuy rằng gia đình này không phải là giàu có cho lắm, nhưng phải làm cho đúng lễ giáo, cháu có biết không? Dạ cháu biết. Còn cái tướng của cháu cũng thông minh lắm. Từ nay nếu cháu chịu làm đúng theo bổn phận, đại nương sẽ coi cháu như là con gái ruột vậy. Cháu yên tâm đi. Nói à nói, cháu buồn ngủ quá đi. Ừ, được rồi ngoan nha. Vậy cháu ngủ với Tô mì đi nha. Ừ, cháu không ngủ với chị, cháu ngủ với nội. Cháu ngoan nha. Người đã nói với cháu rồi mà, cháu đã lớn rồi, không ngủ được với bà nội nữa đâu, biết chưa hả? Chị biết ru cháu ngủ không đó? Biết chứ, chị biết hát những bài hát dân ca hay lắm đó. Hả? À, cháu ngoan nha, nội đi ra trước hả? Ngoan nha. Tô mì à, cháu cũng có rất nhiều anh em lắm mà. Cháu biết săn sóc cháu Diệu rồi chứ gì. Dạ cháu biết rồi. Chào bà nội. Ừ, chào. Chào mẹ nha. Chào.
cái gì cũng được. Nhưng mà em phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi nha. À ơi dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo đập rình khó đi. Khó đi mượn chén ăn cơm, mượn ly uống rượu, mượn đàn kêu chơi, đàn kêu tích tịch. Chỗ cơ tủ lầu Quảng Hưng á, nó em làm mấy cái bàn ghế đẹp lắm, cho nên mới đãi chúng ta ăn. Ăn đi. À đúng rồi, chung gia làm xong rồi hả? À cũng sắp xong rồi. Anh thiệt là giỏi à, cái gì cũng biết là. Em thật là vô dụng. Đáng à, làm người tốt bụng đã đủ rồi. Tại vì không có ai dạy em thôi. Bây giờ em đã biết vào và biết đóng khớp. Ủa, cô là cô dâu đó. Là đêm đó em nói với anh hả? Dạ phải. Thằng Diệu là chồng của cô đó. Là ai vậy? Thằng nhỏ đi chung đó. Em nhỏ đó hả? Dạ phải. Lúc Đức Anh Tài à, cũng là cưới vợ lớn đó. Tommy à, nó muốn đi mua ít trái cây. Dạ. Nội anh nội, cháu muốn đi chơi với thằng Minh. Vậy à, nhưng mà cháu đừng có đi xa nha. Dạ. Lên nè. Trời ơi, cầm cho. Tại sao vậy? Tại vì mày được cái vợ rồi, con mới còn con nít. Đúng rồi nè, mày được cái vợ rồi, con cho mày trông nữa nè. À, đúng rồi. Ông già chống gầy, coi có gì kỳ vậy hả? Thích nói này sao chứ? Thường mới được đó. Đại nương à, thì đúng lúc hả? Hôm trước đại nương có nói là lấy đồ trặt để cho tôi cho người từ Tử Thành mua về nè. Cảm ơn chú nha. Đừng cách sáo mà. À, chúng ta đi cùng. Chào đại nương nha. Cháu. Muốn tập võ không à? Nội ơi, nội, được không hả? Cháu phải cẩn thận nha, đừng có đi đâu hả? Dạ. Ê, bây giờ đêm nào cũng ôm vợ ngủ có thoải mái không vậy hả? Dạ thoải mái lắm. Biết thương vợ của em chưa hả? Dạ chưa. Chưa biết, thiệt uổng quá vậy.
có cũng không ăn được. Nó không biết làm cái gì đâu. Ba, con bé nó tập đi. Hai, càng dòm càng đẹp đó. Anh Quỳ à, thấy anh Rót có ý với cổ đó hả? Không biết người ta nghĩ là sao đâu. Đâu có mèo nào không ăn thịt mỡ chứ. Tao không tin nó đêm nào cũng phải ôm cái gối chờ cái thằng này lớn lên đâu nha. Đại Nương à, vợ của cháu Diệu gả vào đây cũng lâu rồi, chị thấy sao ạ? Thấy nó cũng được lắm. Ừ. Nhưng mà nó vẫn còn trẻ tuổi, sợ nó chịu đựng không được bao lâu. Ừ. Quan trọng nhất là nó biết tôn trọng cháu Diệu, không được tự ý làm việc. Nếu không, không phải là vợ giữ, chắc cũng là vợ dâm dục. Tôi biết rồi, cho nên tôi cũng thường nhắc nhở nó lắm. Nếu vậy thì được rồi. Theo như gia đình của chúng ta, không thể làm cái gì cho người ta cười được. Chuyện này tất nhiên rồi. À còn nữa, chị nói vách tường ở phía sau bị nứt rồi, tôi đã cho người về đây tu bổ lại. Vách tường và cửa sổ trong nhà nhất định phải chắc. Đại Nương à, chị phải cẩn thận đó nha. Chú Ba, là phiền chú nhiều nha. Hey, người một nhà mà. Lão già, anh Hồi đã tới rồi. Chào làng trưởng. Thì đó là cậu à. Chị quen với anh hay sao? Hôm đó mà là có cậu của cháu Diệu đó. Lúc trước tôi cũng có nói với chú rồi. Nếu là quen nhau vậy thì càng tốt. Anh Hồng phải không ạ? Dạ làng trưởng. Anh phải cố gắng làm cho sớm hoàn thành nhà. Dạ tôi biết rồi mà. Ừ. Anh này, anh này, Tommy à, Tommy. Ấy dạ, Diệu à đừng chạy mau quá hả? Diệu à, em rồi. Xin lỗi nha. Không có gì. Bắt lộn người ta. Thế mà anh tới đây tôi bỏ giấy tường nha. Tôi muốn ăn bánh đậu đỏ đó. Diệu là quên nữa rồi đó. Còn nhớ là tôi dạy không? Cảm ơn chị Xuân Hơn. Được rồi. Thế từ bên kia kìa. Cảm ơn. Không có chi. Diệu à, mình đi vô tập viết chữ nha. Em ngồi đây coi anh sửa vách tường. Vậy coi một lát thôi nha. Cái này là cái gì vậy? Cái này là đồ nghề. Em tên Diệu đó hả? Dạ phải, chú tên gì vậy? Chú tên Hầu. Chào chú Hầu. Em xin lòng quan, ai dạy em vậy? Chị Tối bây giờ em đó. Người lớn hơn em kêu bằng anh, lớn hơn nữa kêu bằng chú. Ê, làm việc đi. Đại Nương, cha chị vừa. Chú Huy. Cái này là thuốc tê thấp của Đại Nương đó. Cảm ơn chú nha, bao nhiêu tiền vậy? Thôi khỏi, tôi tặng cho Đại Nương. Vậy là cảm ơn chú nhiều. Xin đừng khách sáo mà. Nhưng mà tôi có một chuyện muốn nhờ Đại Nương giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Là như vậy, ngày 14 tháng 7 năm nay là ngày lễ Du Lan cũng có đánh trai. Dân ở đây bảo tôi làm quản sự, về tiền chi tiêu tôi xin Đại Nương giúp đỡ. Được rồi, chứ đừng khách sáo nha. Tôi chịu ra 20 đồng. Tôi xin cảm ơn Đại Nương nha. Xin hỏi bây giờ lấy được không? Được chứ. Để tôi vô trong lấy nha. Chú ngồi chơi nha. Dạ. Chị Diệu. Chào cậu Quý. Tôi có mua cái này tặng cho chị. Phấn son này tôi nhờ người ta mua từ tỉnh thành về đây đó. Chị nhận đi. Tôi không dùng mấy thứ này đâu. Không sao đâu mà. Nếu mà dùng cái này rồi tôi không lấy đâu mà. Lắm đó. Lấy đi mà. Tôi không lấy đâu mà. Làm người phải biết tự trọng đó nha. Anh đừng có nhiều chuyện nha. Anh coi chừng tôi đó. Ah!
Làm gì bây giờ vậy? Gọi nhỏ Quy, thật ra anh muốn sao hả? Cái thằng râu này, mày từ nay đừng có nhiều chuyện nha. Nếu mà anh còn dám phá trị điệu nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng mà mày có chọn lại tao không hả? À, lấy đại đầu đánh bị thương anh hả? Dạ phải lặng xuống à. Rồi nó còn kêu tôi về nói phải cho tụi nó 10.000 đồng. Nếu không tụi nó sẽ săn bằng cái lặng này. Hả? 10.000 đồng? Ê, nó thật là tham quá đó. 10.000 đồng, chúng ta đi đâu mà kiếm hả? Có lẽ là nó thấy làng chúng ta mấy năm nay được mùa, tưởng là chúng ta có nhiều tiền. Hả? Thế là vô đi. Chứ dù chúng ta được mùa đâu có mất mới gì tới nó chưa? Hả? Không lẽ nó bắt chúng ta phải hai tay dâng cho nó sao? Nó ngồi nó lấy tiền à? Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Làm trưởng à? Hay là đi báo quan phủ đi. Cho dù đi báo quan phủ cũng phải đưa tiền cho nó trước. Hơn nữa cái tụi lính là thấy mấy tên cướp là bỏ chạy rồi. Anh nói cũng đúng. Chú à, Lý Đại Đầu ai nghe tên của nó cũng sợ. Hơn nữa tụi nó có nhiều người và có vũ khí. Nếu mà tụi nó vô tới làng này, chắc chúng ta chết chắc rồi. Không lẽ chúng ta sợ tụi nó đưa tiền cho tụi nó đi sao? Tôi chỉ nói ra các vị thanh trừng thôi. Quỷ à, chắc là cháu cũng biết cái gì. Mấy cái tên cướp lớn này được rồi sẽ làm tới đó. Nó mà lấy được lần đầu rồi chắc chắn sẽ lấy được cái lần thứ hai. Đúng rồi. Cách đây không lâu chúng ta có mua một số súng đạn. Các người nói đi, có chống nổi không ạ? Nếu chúng ta đồng lòng hợp sức chắc là chống nổi. Vậy thì tốt. Quý à, chuyện này giao cho cháu đi nha. Dạ. Chú à, chuyện gì hả? Giờ này cháu thấy có người lạ mặt thường hay xuất hiện ở trong làng của chúng ta. Bây giờ Lý Đại Đầu cho người tới đây lấy tiền. Không biết có phải Lý Đại Đầu cho người vào đây thăm dò tình hình hay không? Chuyện này dám lắm đó nha. Dám lắm đó. Quý à, vậy đi nha. Cháu phải đi ra ngoài nhất để nó điều tra rõ chuyện này vậy đi. Dạ, cháu biết làm sao rồi. Tặng cho em nè. Thiệt hả? Em thường chọn hồ cho chú, không lẽ bắt em làm công sao hả? Cảm ơn nha. Không có chi. Diệu ơi, chị nghe nè, chú hồ tặng cho em đó. Có cảm ơn chú không vậy? Dạ có. Qua đây, ăn cơm rồi mới cho chơi. Em muốn đem đi cho thằng Vinh coi. Vậy à, vậy nhớ về sớm nha. Dạ. Anh làm từ sáng tới giờ, hay là ăn chén cơm đi nha. Vậy hả, cảm ơn. Anh tôi đi rửa tay trước. Đúng rồi, mấy hôm trước anh giải dây cho tôi còn chưa cảm ơn anh. Mặt của anh. Không có gì đâu. Nhưng mà tốt nhất cô đừng có gặp bọn chấp quý, chắc nó không có chịu đổi ý đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng gã vô đây rồi có thể sống được cuộc sống bình đẳng, ai ngờ lại gặp người như vậy. Nhiều khi số mạng sắp xếp chúng ta không thể chống cự được. Tôi cũng không ngờ tới làng này và cũng gặp được cô nữa. Người nhà của anh đều ở phương Bắc hết hả? Tôi không còn thân nhân nào nữa. Tôi cũng không muốn về phương Bắc, bắt buộc tôi phải ở miền Nam. Anh định rời khỏi đây? Bây giờ còn chưa. Tôi làm mướn cho người ta một đứa là muốn dưỡng sức thôi. Kiếm được đủ tiền rồi, tôi sẽ đi kiếm một chỗ có thể dùng thầm. Tôi xin về chúc anh gặp nhiều thuận lợi. Nè, quan cơm đi. Cảm ơn. Tôi không có chị Diệu à, tôi tưởng chị là người trinh tiết lắm, thì ra giữa ban ngày cũng dám thân mật với đàn ông. Anh đừng có nói bậy nha. Bà chúng tôi đều thấy mà. Chúng tôi nói bậy hay sao hả? Đi đi. Đi đâu vậy? Làng thân với mấy người có chuyện. Mày không dám đi tức là mày biết có lỗi rồi gì. Được. Cậu Quy, anh Kiên. Bây giờ cậu không được rảnh nha. Bây giờ bắt thằng Văn phụ cho cháu hả? Tiếp tục trên nữa đi.
nói là đi gặp làng trưởng. Làng trưởng có dặn là tiếp đãi mày đàng hoàng đó. Chạy nó lên. Giang phu nào cũng phải đều bị ngâm lùng heo. Vâng, Giáo Quy, nếu mà mày muốn đối phó tao, tao sẽ sẵn sàng. Mày đừng có vô qua cho bên này nha. Mày khẩn trương như vậy còn nói làm có gì hả? Còn nữa nha, nếu mà người đàng hoàng tại sao có chiếc thương đạn trên này? Dám nói không phải là Lý Đại Đầu sai mày tới đây hả? Nói mau lên. Quý à, mày làm cái gì vậy? Muốn đánh chết người ta sao hả? Chỗ đánh như vậy có chừng chết người ta đó. Chú à, cái thằng này đáng nghi lắm mà. Chú coi nè, chết thương cho nó. Rõ ràng là bị đạn bắn trúng mà. Người đàng hoàng tại sao bị súng bắn chứ? À đúng ha. Làng trưởng, chết thương này là lúc trước tôi đi lính bị thương. Tôi thật sự không biết Lý Đại Đầu là ai mà. À chú ba, hôm trước thấy cậu không sợ chết và cứu cháu Diệu nữa. Theo tôi thấy, cậu không giống làm cướp đâu. Đại nương, đại nương thích tụng kinh niệm Phật cho nên đâu có biết chuyện gian của nó đâu. Không chừng nó là có ý cứu cháu Diệu, là muốn mấy người tin cậy thôi. Hả? Thưa bác ba, ba người quan trọng nhất xin điều tra cho rõ ràng. Chú à, chú tin cháu đi, thằng này đáng nghi ngờ lắm đó, đánh cho nó mới chịu khai. Được rồi, tôi biết làm sao rồi, tôi biết làm sao rồi. Anh làng trưởng, chuyện gì vậy? Bọn xương giặc bắt lại ngầu đi rồi và trói mấy hôm qua đó. Mấy tụi bây chắc là trắng sống rồi đó, người ta không nói gì hết à? Tụi nó dám phản kháng đó đại ca. Chắc là cháu sống chứ gì. Lý đại ca, đợt này muốn gì hả? Muốn gì hả? Tụi bây nghe tao nói, nếu không chịu đưa cho tao 10 ngày đâu thì tao sẽ sáng mặt cái lan này. Bắn thiệt lắm. Sao hả? 10.000 đồng được không? Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Cảm ơn hai vị chịu thả tôi. Hy vọng tôi không thả lầm người. Ở ngoài bắn súng nhiều như vậy, không biết có bao nhiêu người chết. Chết rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi đó chị ơi. Chú ba, chuyện gì vậy? Ây da chị à, chúng ta đã bỏ ra nhiều tiền mua nhiều súng đạn về đây và huấn luyện rất nhiều tài trẻ, bây giờ đâu làm được cái gì, thật là vô dụng. Chú à, tại vì chúng ta chỉ là dân chài thôi, chém giết lẫn nhau đương nhiên là thua bọn xương tặc rồi. Nếu như vậy tiếp tục nó sẽ thêm người chết đó. Đừng có hù tôi đó nha. Bây giờ làm sao? Bây giờ bắt buộc phải giảng hòa với tụi nó. Đừng có giảng hòa. Ê, tại sao đừng chứ? Bộ mày với tụi nó là hợp tác với nhau. Tính theo người và tình thế ở đây, làng của chúng ta có thể chiếm ưu thế. Tôi đề nghị chọn với Lý Đại Đầu. Quê, mày biết không hả? Mày đừng có nói bậy nha. Mày biết làm như vậy sẽ chết nhiều người ở trong làng, mày biết không hả? Cho dù giảng hòa với Lý Đại Đầu, nó cũng chẳng không thay cho làng này đâu. Vậy anh có đề nghị gì tốt hơn không hả? Chạy đi mấy cái thằng khốn nạn tụi bây giờ
không biết chết chứ hả? Nếu vậy chuyện không đi làm, đi làm ao cướp hả? Muốn lấy 10.000 đồng hả? Lấy không nè, lấy không nè, người đâu? Bắt nó cho lại. Ê, hồi nãy đánh tụi Sơn Tặc mới là nhờ tôi đó. Nếu không có tụi đánh xỉu nó trước thì anh đâu có bắn trúng nó. Nghe tôi nói nè. Nhờ tôi đánh lạc hướng tụi Sơn Tặc anh mới có cơ hội để bắn nó chết con đi chứ. Tôi mang ơn làng này rất nhiều. Hôm nay có dịp góp sức cho làng này, coi như là đền ơn với các vị. Chúng tôi cũng nhờ anh thôi. Đúng rồi. Tôi cũng biết không phải là tại các anh, miễn là các anh đừng có hiểu lầm tôi được rồi. Anh Hầu à, anh đúng là người rộng lượng đó. Anh bắn hay thiệt, tôi rất hâm mộ anh đó. Anh Ngầu à, chừng nào dạy tôi bắn súng? Được mà, chừng nào có thời gian chúng ta nghiên cứu. Vậy hả? Hay quá, cảm ơn anh trước nè. Anh Hầu à, nếu mà anh ấy chịu ở lại dạy cho tụi nó, vậy là của chúng tôi thật cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Ơi bây thằng là vô dụng mà, làm việc gì cũng không xong. Bây giờ bị thương nhiều người như vậy, nói theo tôi làm ăn nữa hả? Chúng tôi cũng đâu có muốn chứ. Đúng vậy. Nữ Hồng, thật ra mày kiếm đại phu nào trị bệnh cho tao hả? Sao tay của tao càng ngày càng đau vậy hả? Đại phu đã kêu anh được uống rượu mà. Không cho uống rượu rồi chỉ làm người đâu có thú vị gì nữa. Đại đương gia, mày mất dịch mày hại tao rồi. Đại đương gia, không phải tôi đâu nha. Không chứ mày nói sao với tao hả? Mày nói lại dân làng cầm súng cũng chưa biết mà. Chỉ có mấy cây súng xét thôi, và đạn chỉ có cái vỏ thôi. Bây giờ mày thấy tay của tao này hả? Tôi tới đây là muốn giải thích chuyện này với anh thôi. Thật ra là thuyết phục làng trưởng đầu hàng và chịu đưa tiền cho các anh. Ai ngờ cái thằng râu đó xuất hiện, nó thuyết phục làng trưởng cho dân làng một số ra chơi với anh đó. Chính là bắn anh bị thương, nó bắn anh thôi. Thằng đó là ai vậy? Nó lại tôi không biết, nhưng mà nó lúc trước đó có đi lính, cho nên nó biết điều bình khiển tướng đó. Mày có nói gạt tao không hả? Lý đương vậy, nếu mà tao nói gạt anh tôi đâu có dám tới đi nữa chứ. Lúc đầu cũng vậy, cho tôi bắt mối với anh đánh cướp làng xài da này thôi. Không lẽ tôi muốn kiếm tiền hay sao chứ? Bây giờ chuyện rắc rối như vậy, bây giờ thằng râu đó tự xưng là anh hùng nữa. Nhưng các anh yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Lúc đó chúng ta tiếp tục kiếm tiền. Không có gì nữa, tôi về trước. Thôi mày đi về đi, về đi. Tụi mới thì mày vô dụng, làm cái được cái gì hết. Uống cho tao nuôi tụi bay đó. Ê, ta sao còn đi theo tụi nó chứ? Anh Quy à, bây giờ đầu của nó đáng cả ngàn đồng, ở ngoài làm chuyện gì á cũng phải đổ hết cho nó. Tôi liên lạc anh sau. Get him out!
cho Diệu. Cháu đến nỗi như vậy à? Lửa cháy từ ngoài vào trong, cửa hình như bị người ta khóa lại, nhưng mà cánh cửa đã bị cháy rồi. Tôi không dám nói chắc. Anh nghĩ có người đốt nhà? Cũng rất có thể. Lại đây cho tôi nói xin, con không có lời đít rồi. Anh có nói với làng trưởng chưa vậy? Nói cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ không có bằng chứng gì hết. Tôi đã biết rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Căn nhà bị cháy hết rồi, anh và anh đã đi đâu ạ? Có lẽ căn nhà cũng không có gì đâu, may là không có ai bị thương. Từ nay về sau anh phải cẩn thận nha. Tôi biết rồi. Nhớ nha, đánh là phải mạnh nè. Bên phải. Nhớ nha, tất cả nghỉ ngơi một lát. Dạ Quân à, nghe nói nhà của anh bị cháy, có sao không? Cảm ơn, không sao đâu. Coi như là chuyện không may thôi, nhưng mà mai mốt nhớ phải cẩn thận nha. Tôi cũng muốn tập võ đó, chỉ dạy tôi đi. Anh Quý à, tập tới đâu rồi? Cũng được. Tao cho mày biết nha, mày theo nó học võ thôi nha, nhưng mà mày nhớ đừng có học tập xấu của nó nha. Chưa anh Quý à, xin đừng nghe thêm chuyện. Tao biết tụi mày coi nó là anh hùng, nhưng mà phẩm cách nó rất là thầm tệ. Tao cho tụi mày biết nha, hôm qua nhà của nó bị cháy, con Tố My lập tức chạy qua bển, hai tụi nó đứng ở ngoài đường nắm tay nắm chừng, như vậy có được không ạ? Hoàng Vũ Quý, chuyện gì vậy Giáo Quân? Muốn chị em quyền giết cho tôi hả? Nếu anh có gì bất mãn với tôi thì anh trực tiếp đến tôi. Đâu có. Vậy tại sao anh nói xấu tôi vậy hả? Giáo Quân à, tôi có tật xấu là cái miệng của tôi hay nói nhiều chuyện thôi, rồi nói bậy bạ. Nhưng mà anh đừng có chấp nhất nha, đừng có cho tôi là thật. Anh tiếp tục dạy võ đi hả? Chào các anh em ạ, cố gắng tập võ đi nha. Hả? À được rồi. Chào nha. Tấn công. Ê Đảng à, xuống nhớ chỉ vào địch tính nha. Dạ. Ồ, à, anh Hồng à, chừng nào anh dạy em bắn súng vậy? Bây giờ đạn chỉ có vỏ thôi làm sao bắn chứ. Rồi vậy có cũng như không. Vậy thì chưa chắc. Cầm như vậy đập ra được rồi. À đúng ha. Cố gắng đi nha hả? À, dạ. Chú Hồng. Ừ, chuyện gì? Tại là cây sống ra chưa đó. Em làm cái gì vậy chứ, giận chuyện gì vậy? Chuyện gì? Không thích cây súng này hả? Em giận chú. Chú làm cái gì mà em giận chứ? Chú làm mất chị My của em. Ai nói cho em biết vậy? Thằng Minh nói cho em biết đó. Em à, tụi nó có ý chọc em đó. Đúng rồi, sao em khờ quá vậy? Vậy em cũng tin người ta nói. Chứ không nhằm mắt chị My sao hả? Không đâu, em chịu lấy lại cái súng này không? Hay quá, em đi chửi thằng Minh. Tôi thấy tội nghiệp cho mợ lắm. Ê, anh là ai khi không chạy vào đây làm gì vậy hả? À, thì ra chị ở đây Thùy Mỹ Nít nè, còn ở Hoàng ở đây thật là dễ thương. Anh không chịu đi là phải rồi. Ê anh đừng nói bậy nha, tôi kêu người ta bắt anh đó. Nói bậy không? Cho người bắt tôi hả? Tôi e rằng người bị bắt không phải là tôi. Hai anh quen nhau hả? Thực ra tôi tới đây á là vì cái đầu bự của Lý Đại Đầu thôi. Ê, nghe nói gần đây á nó có tới Xài Gia thôn này đó. Đúng vậy, cái này mấy ngày nó có tới qua, nhưng mà tôi bắn nó bị thương. Ê ê dạ, dân làng ở đây phải cảm ơn anh mới đúng đó. Ê ăn đi ăn đi.
Nhưng mà gần đây tôi nghe được mấy cái tin bất lợi cho anh lắm đó. Tin gì vậy? Không ngờ lúc này anh phong lưu thiệt ha. Cái bà đó tôi cũng thấy qua rồi, à, đẹp hết sảy đó. Ê đừng nói với anh à, tôi cũng thấy thèm lắm. Người ta nói vậy thôi mà. Vậy sao? Vậy tại sao anh không chịu rời khỏi Xà Nhà Thôn? Từ biết tánh của anh mà dám làm dám chịu. Nếu anh thích đó thì anh dẫn cổ đi đi mà. Làm người đâu thể như vậy được. Nè tôi nói thiệt nghe hả, sứ đoàn trưởng á, vì chuyện của anh vẫn chưa có chịu bỏ đó. Tốt nhất á, anh chạy vô càng xa càng tốt. Chờ tôi đối phó xong Lý đại đầu rồi á, người kế tiếp có lẽ là anh. Tôi về trước. Con gà này mập lắm à, ngon lắm đó. Anh còn dám nói nữa. Hôm trước là anh nói là con gà ngon lắm thì ra con gà sắp chết. Tối nay lão già đã ăn cơm đó, bán cho con gà thì ngon đi. Ê chào cô hai. Tôi là anh à? Đúng rồi, là tôi chứ ai nữa. Tôi tên Hàn Kiện. Cô tên gì vậy? Có thật không đó, cô Xuân Hương anh có biết sao? Bán gà đi, nhiều chuyện đó thì. Cô Xuân Hương hả? Cô chơi một chút đi hả? Ờ, cứ lên nghe, cô nhận nghe. À, bà lên đây nha. Ê, sao có đôi giày vậy? Ê, đừng có nhiều chuyện mà. Ồ. Ồ. À, nè, mau đi làm việc đi nha. Nếu không anh đi à, tự em làm đó nha. Đừng nha. Anh Hồng à, hay là em đi theo anh nha. Đáng à, đời sống Tứ Hải là nhà, không phải là dễ đâu. Em được mà, em quyết định đi theo anh phiêu bạc giang hồ. Em thì là thờ. Anh Đáng, anh Đáng. Chị tớ bị chờ anh Đăng đó. À, cảm ơn. À, Đáng à, tiếp tục làm đi. Chờ nhân tình hả? Diệu à, mình đi về Diệu. Anh Quý, đừng nghe thêm chuyện nữa. Đúng rồi đó, chúng ta không được yên đâu. Còn lâu thì Quý này mới chịu thua. Không thể nào thua được. Chị Diệu, chị Diệu. Em Minh, em Diệu đâu? Nó không phải đi chơi với em sao? Dạ phải, hồi nãy em với nó chơi ở bờ nước, nó bị chặt chân đi không được đó. Chứ bây giờ nó ở đâu? Em dẫn chị đi đi.
Thế là to gan hả? Lúc nào cũng tin cậy mày, không ngờ mày làm ra những chuyện trời đất không ra. Chú, ta cháu hồ đồ nhất thôi, cho nên làm mấy chuyện khờ dại như vậy thôi. Hồ đồ nhất thời hả? Tại sao mày sắp xếp kỹ càng như vậy? Tao thật không ngờ mày đúng là cái tao rút rình. Ê, đánh chết luôn cho ta. Ôi, dạ. Khoan đã. Trưởng làng à, đánh như vậy không được đâu. Tôi đề nghị đưa nó đi quan phủ là tốt hơn. Mất công người ta nói mình lạm dụng tư hình. Đúng. Được rồi, nhổ nó vào trong củi. Sáng sớm ngày mai giải nó đi quan phủ. Đặng Gia Trang, Đặng Gia Trang đâu có bao nhiêu người, làm sao đủ sức chọi lại chúng ta chứ hả? Lữ Hồng, lần này mày phải đề cao cảnh giác, đừng có làm sai nữa hả? Được rồi. Đại ca, đừng nói chuyện gì. Tôi đối phó với thằng Bắc đó, ai ngờ nó biết tôi cầm thác gì à? Nó kêu làng trưởng bắt tôi lên quan phủ, mai là số mạng của tôi lớn trốn được đó. Thằng đó thật là to gan, đúng là đức trên. Nó còn nói anh chuyên môn làm chuyện ác, tán tầm lương tầm. Sớm muộn gì nó sẽ dẫn người tới đây sang bằng ổ của anh đó. Ai à? Tao không chém nó ngàn khúc, tao không phải là Lý Đại Đầu. Đại đừng về, chừng nào chúng ta đi đối phó tụi nó. Giải quyết Đặng Gia Trang rồi, mới đối phó thôn Sài Gia. Đừng ra, tôi cũng đâu có biết. Xin hứa anh này có phải là Lý Đại Đầu không ạ? Hả, coi thử. Mặt mày sáng sủa mà làm giặc hả? Ê, thằng này mới giống tướng cướp nữa hả? Mày đi vào bánh. Thằng nào là Lý Đại Đầu đây? Trời gặp tao. Mẹ thằng đó, tao không bắn chết nó. Anh đừng có nóng nảy nha, tụi nó hình như có chuẩn bị. Đúng rồi, Đại Đương Gia, lần này chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì hả? Lý Đại Đồng này đã làm chứ mấy lâu rồi, sợ cái gì hả? Thằng nói vài câu, không lẽ tao sợ nó sao hả? Nếu mà đồ ra ngoài rồi, Lý Đại Đồng này còn gì nữa hả? Thì đã nói rồi mà, nếu tụi bay chịu giao Lý Đại Đồng ra thì tụi bay lập tức sẽ về nhà được rồi mà, sợ cái gì chứ hả? Nói ra mau. Các anh em, tuy rằng tối nay chúng ta bị thất bại, nhưng mà không nên chán nản như vậy, tại vì còn nhiều cơ hội lắm. Đúng rồi, bây giờ Đại Đương Gia đã chết rồi, chúng ta phải kiếm ra người nào làm đầu rắn hướng dẫn chúng ta mới được chứ. Đúng, đúng rồi, anh nói đúng đó. Nếu mà lần này không có anh Quý hướng dẫn chúng ta rút lui, chắc phải chết nhiều người nữa. Anh Quý trí dũng song toàn, tôi đề nghị cho anh làm Đương Gia mới đúng đó. Tôi đồng ý. Tôi rất cảm ơn anh em đã tin cậy tôi, nhưng dù sao tôi cũng mới tới tham gia mà. Ê, cái này miễn là đủ tài năng thì làm được đó mà. Ê, xin anh đừng có tiền chơi, anh ra làm Đại Đương Gia chúng tôi đi. Ờ, đúng rồi, đồng ý. Đâu? Đẹp hơn căn nhà cũ đó. À, em cố gắng làm mới được thành quả này thôi. À, chào làng trưởng. Chào làng trưởng. Anh Hậu à, từ ngày anh tới trại giao thông chúng tôi, anh giúp anh làm chúng tôi rất nhiều. Xin đừng nói như vậy.
chúng tôi không biết làm sao cảm ơn anh. Anh có thể tiếp tục ở đây mà, đúng không ạ? Ở lại đây đi mà, đúng rửa đi. Xài Gia thôn chúng ta là làng nhỏ thôi. Cậu Hầu là người có hiểu biết mà, ở đây không có thích hợp cậu đâu. Ý tốt của các vị tôi xin ghi nhớ. Tôi vẫn phải là rời khỏi nơi này. Thật ra tôi chỉ là một người khách qua đường thôi. Được sự giúp đỡ của các vị, thật ra tôi nên cảm ơn các vị mới đúng. Hey, chúng ta đừng có khách sáo nữa. Đi qua bển coi hãy thử chuẩn bị xong chưa. Đi. Anh Hầu à, lúc trước tụi em đi theo anh Quý làm cho... Nếu có lỗi làm gì xin anh thứ lỗi nha. Nói như vậy mà, làng này có các anh em nên cố gắng góp sức đúng. Chúng tôi biết rồi. Anh Hầu, anh đã dạy em biết được nhiều chuyện lắm. Nè, bây giờ em biết cách trộn hồ nè, biết làm thợ mộc nè, còn biết đăng chuồng gà nữa. Anh Hầu, bây giờ em không sợ bị người ta ăn hiếp nữa rồi. Em còn biết võ nữa. Ê, cẩn thận nha, không biết uống đừng có bày đặt uống. Em vô ngủ đi. Em vô ngủ trước nha. Chào anh Hầu. Ngủ ngon nha. Sao khuya vậy? Chuyện tối hôm đó còn chưa cảm ơn anh. Vậy không cần khách sáo. Rồi sao phải rời khỏi nơi này? Cô phải cẩn thận nha. Căn nhà này cắt lại cũng mau quá. Đáng khờ có lại căn nhà để ở rồi. Anh ngoài khéo tay làm thợ mộc ra còn sẽ trường gì không vậy hả? Đánh lộn. Tôi đánh lộn là giỏi nhất. Đánh lộn giỏi ở nông thôn không có dụng gì đâu. Anh rời khỏi đây định đi kiếm thân nhân của anh hả? Tôi đâu có thân nhân nào đâu. Từ nhỏ tới lớn tôi tứ hải dì già. Tôi rất hy vọng tôi có một gia đình. Vậy anh có thể ở lại đây mà. Nếu tôi rời khỏi nơi này, tôi còn có chút ảo tưởng đẹp. Nhưng nếu tôi ở lại đây, tôi sợ tôi lún sâu vào bùn lầy. Phơi khô thôi. Ciao.
hoàng thượng, đồ của thằng đó ở trong này, chừng nào cho tôi tiền thưởng hả? Hoàng Kiệt, tôi biết cậu dân hầu ở đâu rồi, bắt cái gì đi. Thôi đi, thằng đó không phải là thứ vừa đâu, ăn kiếm người khác đi. Ờ, thì ra anh sợ nó hả? Vậy đi, thêm 3.000 nữa, tất cả là 8.000 đồng. Tám ngàn đồng hả? 8.000. Dạo này anh thua nhiều thắng ít, số tiền này không phải là ít đâu nha. Ê, tôi còn có chuyện muốn xin lỗi ông. Đầu của thằng này đâu phải lớn lắm đâu, tại sao người ta kêu nó là Lý Đại Đầu chứ hả? Bộ anh không cởi quần nó ra coi sao? Hồ Gia Hầu đó là tội phạm giết người, chúng tôi bắt được tin nó tới đây rồi. Thật ra mấy người có thấy mặt nó không ạ? Hả? Thưa ông Hoàng, làng của chúng tôi ở bến đò, ngày nào cũng có khách đi ngang qua đây. Là ai dưới ấy chúng tôi đâu có biết, người không có để tới. Dạ không có. Tôi chưa thấy qua. Không có đâu. Thật không có sao? Không có thì chúng tôi thấy mà. Không thấy à? Mấy người này nhớ nha, quả trữ tội phạm bị xử bắn đó. Suy nghĩ kỹ đi. Chú Trung à, bà nội kia tôi đem tới cho chú. Dạ cảm ơn. Tại sao nhiều người quá vậy? Mấy người bắt anh nào đi báo cho biết đi. Chú Hào. Em Diệu, chuyện gì mà phải chạy gấp như vậy? Có người ta bắt chú đó, vậy mày cứ chú chạy mau đi. Có người bắt chú hả? Dạ phải, bây giờ họ hỏi chú đang trốn ở đâu đó. Em Diệu à, cảm ơn em, cho chú gửi lời cảm ơn của mình. Ê, làm gì vậy? Làm gì vậy? Bộ không thích ở xài giao thông sao hả? Hà Kiệt, bây giờ anh đã quyết định ra tay hả? Chỉ bất đắc dĩ thôi. 8.000 đồng đó anh bạn ơi, dạo này tôi kẹt tiền lắm. Anh là người săn, tôi là thú vật, tôi không trách anh đâu. Anh hiểu gì tốt lắm. Còn Văn Hầu, tôi đã nói hết rồi mà. Nếu mà lúc trước anh chịu cùng với tôi ra làm ăn thì bây giờ chúng ta đâu cần phải đánh nhau đến nỗi thở mệt như vậy. Anh Hầu,
Diêu bị bắt cóc rồi. Tại sao vậy? Thì ra là nhân tình của anh hả? Còn có cô Xuân Hương nữa. Cũng là anh à? Anh là người ta bắt anh hả? Đúng vậy, tôi chính là... Anh em đi. Anh Hồng, bây giờ làm sao đây? Em Diệu không biết ở đâu. Còn nữa, đáng còn bị người ta đánh bị thương nữa. Hà Kiệt, trời, tôi giải quyết chuyện này rồi, tôi lập tức trở về. Chắc anh cũng biết rõ tánh của tôi chứ. Tôi trở về sẽ theo anh đi gặp sư đoàn trưởng. Đại ca, tôi van xin anh tha cho anh Hồng đi. Chuyện gì cũng dễ thương lượng mà. Huống hồ với hai là bạn cũ, không có tình cảm chút nào. Ê, một là tôi sợ đàn bà chửi, hai là tôi sợ đàn bà khóc. Mà thôi, được rồi, được rồi. Cảm ơn đại ca. Chúng ta đi. Ê, Hồ Văn Hồng ơi, anh giải quyết chuyện này rồi, làm tôi trở về ngay nha. Anh là tài sản của tôi đó. À biết không, anh phải giữ mặt của anh lại nha. Đảng à, Đảng, em có sao không? Anh Hầu à, chắc là em không thể theo anh phi bạc giang hồ rồi. Em sẽ khỏe lại mà, hả? Em chịu bây giờ ra sao hả? À đúng rồi, nó bị thằng Bán Lạc Son bắt đi. Bán Lạc Son hả? Có thằng cờ ra cả, nhưng mà tao đã đánh nó bị thương. Chú Quý ơi, tôi sợ lắm đó. Cháu Diệu, cháu không cần phải sợ đâu. Cháu tới của chú sẽ chăm sóc cho cháu mà. Hả? Ê, thằng nhỏ này bây giờ làm sao? Bây đâu? Dạ. Cho nó xuống ngồi đã. Chú Quý à, chú Quý. Im đi mày. Nhắc mày của nó lại. Cái thằng nhỏ này là đứa cháu cường của thằng già Sài. Và Sài đại nương nó trong tay của tụi mình, muốn kêu giá bao nhiêu kìa. Thiệt là tức quá, người gửi đâu có được. Hả? Có tin gì của cháu Diệu không hả? Đại nương à, chị đến đúng lúc quá. Sao? Thì ra thằng Quý là sơn tật. Hả? Cháu Diệu bị tụi nó bắt đi đó. Hoàng Nhất Quý hả? Dạ trời ơi, chúng tôi đâu có thù oán gì với nó đâu. Bộ tôi đào mã ông nội của nó ra hay sao mà nó hại chúng tôi như vậy? Hoàng Nhất Quý nó từ nhỏ tới lớn là cũng ở thôn của chúng ta. Bây giờ nó đối đãi với chúng ta như vậy, nó thiệt không phải là người. Làng trưởng, làng trưởng à, chuyện gì hết? Chúng tôi biết được sơn trại của Hoàng Nhất Quý ở phía sau Nơ Bảo đó. Thiệt sao? Thưa ông, mau đi kiếm đến đây trong làng ủng hộ Hầu đại ca đi. Anh đi tới sơn trại đi kiếm Hoàng Nhất Quý đó. Anh Hầu đã bị người của quan phủ bắt đi rồi mà. Hầu đại ca đã hứa với người của quan phủ chờ anh cứu được em Diệu rồi mới đi tịch thu đó. Ai mà tin chứ, làm cướp thoát thân được còn đâu còn trở về tự thú sao? Đúng rồi đó, bây giờ không biết nó chạy đi đâu nữa. Để mất tiêu rồi. Hồi đại ca không phải là người như vậy đâu. Anh hứa rồi, nhất định phải làm mà. Cháu mày à, cháu cứ bào chữa cho nó hoài. Thật ra cháu... Thưa ông cậu, tụi mì, cháu không được hổn như vậy. Thưa bà nội, hôm nay cháu nhất định phải nói ra. Cháu biết ai cũng nghi ngờ cháu và Hồi đại ca có tư tình với nhau. Nếu thật sự là như vậy, cháu đã đi theo từ lâu rồi. Cháu đâu cần đi xin ảnh của em Diệu, và cũng đâu cần mạo hiểm như vậy chứ. Chắc các chị cũng biết Hoàng Nhất Quý mới là người có mưu đồ. Không ngờ cho đến hôm nay các chị cũng không tin cậy cháu. Còn nói cái gì là biết phân phải trái trắng đen. Bộ các chị đã quên rằng Hầu đại ca đã mạo hiểm cứu lạc của chúng ta hay sao?
triệu tập anh em lại, sáng sớm ngày mai đi vô làm, không vừa mạng nào. Anh Quy, chúng ta đều bị mất nhiều súng đạn. Im đi. Rồi dù đi bằng tay không, ta phải sang bằng cái làng này mới được. Chị đi về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì tôi lập tức báo chị. Lại chú, lại chú. Anh Hầu về tới rồi. Hầu về tới rồi. Ông có làm gì cháu không hả? Dạ có, tụi nó trói cháu lại và dùng giấy nhét vô miệng cho nó. Thiệt là tội nghiệp cháu tôi quá. Bây giờ cháu đã trở về rồi thì là tốt quá. Mau qua tổ tiên đi. Mau qua tạ ơn tổ tiên đi hả? Nhanh đi cháu. Anh Hầu à, chúng tôi sẽ ủng hộ anh hết mình. Anh Hầu anh thiệt là giỏi đó, chúng tôi thiệt là phục anh đó. Cứ sợ nghe. Ê, qua 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 em nhiều đi. Đi đi. Cảm ơn anh nhiều. Đừng có sao mà. Anh có bị thương không vậy? Không. Anh Hào à, bây giờ anh Kiện đang ở ngoài đầu làng uống rượu đó, anh chạy mau ra đi. À, chết rồi, à, chết rồi, lần này chết chắc rồi. Ở làng trưởng ơi, ở làng trưởng ơi, chết chắc rồi làng trưởng ơi. Ơi trời ơi, tụi chân đặt nó tới đó. Trời chết rồi. Tụi nó là sang bằng cái làng này đó. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ đây ở. Hội dân Hầu, ra đây! Chạy! Thank you.
Hồ Văn Hầu không sợ nguy hiểm của em Diệu vậy? Bây giờ sơn tặc đánh tới rồi, anh chống đỡ cho làng của chúng ta, nhưng mà các chị đứng hết ở đây không làm gì được hết. Được rồi, nếu như các chị không ra giúp ta, chúng ta đi. Dạ. Nhỏ à, đi vô trỏng mà bông bó đi. À, có sao không? À, vô trỏng bông bó đi nha. À, vô trỏng đi. Anh Hầu đâu? Dân Hầu, mày giỏi như vậy, thật sự mày về cái làng này sao? Ráng chịu đau nha, ráng chịu đau. Thấy đau nhiều không? Không sao đâu. Không sao. Anh Hầu à, xài gia thôn chúng tôi nợ quá nhiều quá đi. Xin làng trưởng đừng nói vậy. Lần này cứu được em Diệu về, Hà Kiện đã góp sức rất nhiều. Ê, anh đừng có nói như vậy nghe. Mấy người này ở đây á, không coi tôi là người xấu á, tôi đã mừng lắm rồi đó. Nhìn kỹ anh cũng không xấu lắm đâu. Vậy thì nhìn thêm đi nghe. Cô Xuân Hương ơi, nếu cô có nhìn thêm mấy mắt nữa, chắc cô sẽ chịu gả cho tôi đó hả? Gả cho tôi đi. Đừng có Hầu. Ai da. Ai da. Nếu anh chịu thả Hầu đại ca ra thì anh mới là người tốt. Đúng rồi anh Kiện à, cho nên anh thả cho Hầu đại ca đi. À đúng rồi đó. Đúng rồi. Anh về trình với sư đoàn trưởng nói là bắt không được ảnh là được rồi. Đúng rồi. Tôi nghe thấy tiền là sáng mắt đó. Sư đoàn trưởng ra nhiều tiền thưởng khi tôi bắt ảnh. Nếu mà tôi thả ảnh đi hả, vậy tôi đâu còn danh dự và địa vị nữa à. Nếu mà chúng tôi đưa tiền cho cậu cũng có chịu thả ảnh không? Đúng rồi. Anh thấy tiền sáng mắt mà. Anh bắt Hầu đại ca về được bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ trả lại cho anh đủ. Đúng rồi. Hey à, lắm là lấy tiền trừ bù qua thôi. Tôi sợ mấy người trả không nổi đó ha. Cho dù chúng tôi tan gia bại sản, chúng tôi cũng phải chuộc mạng của anh về. Các vị nói đúng không? Các vị, tôi xin cảm ơn ý tốt các vị. Ê, sao anh khờ quá vậy hả? Bây giờ người ta dùng tiền mua mạng của anh lại đó, anh cũng không chịu à? Anh đừng có ép người ta được không? Tôi nói thiệt đó mà. Bây giờ tôi nói giá, mấy người nghe cho kỹ nha. Nói đi. Bao nhiêu tiền hả? Đừng có sợ mà. Tôi nói đi. Tôi lấy Một đồng thôi. Các vị ơi, một đồng cũng trả không nổi sao hả? Một đồng thôi à. Anh tốt quá. Phải dưới heo cúng mừng đó. Quang à, Đức à, qua đây hả? Phụ tay ra dưới heo cúng mừng đi nha hả? Nếu mà tôi không hứa với sư đoàn trưởng ra làm á, tôi nghĩ bây giờ
Nhiều thì không có, chắc có mấy trăm người đang tầm nã anh đó. Cảm ơn. Giữa tôi và anh không cần phải nói vậy. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Thời buổi bây giờ không được thanh bình. Làm nghề như anh vậy á, không sự kiếm ăn không được đâu. Ở đâu cũng có người sống mà. Nhưng mà nếu kiếm người vợ hiền á, vậy thì khó thiệt đó ha. À, cô Xuân Hương, cô Xuân Hương, bây giờ tôi chịu thả hồ Giang Hầu rồi ha, vậy chứng minh tôi là người tốt rồi hả? Anh là người tốt, có mấy gì tôi tồi chưa? Có chứ, gả chồng phải gả cho người tốt đó mà. Anh là người tốt đó. Gì sao sao? Tìm buồn à, trổ mắt vô. Ây dạ, bà đã thấy rồi. Ở đây cũng... Bà nội nói cho em đi theo anh. Con đi theo tôi sống khổ lắm rồi. Em không sẽ khổ đâu. Cho anh sách đi.